Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 24 cho đến ngày 27 tháng 4 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ ngày 25 cho đến ngày 27 tháng 4 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng vùng núi phía Tây của khu vực này có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45 cho đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 cho đến 17 giờ. Từ ngày 25 cho đến ngày 26 tháng 4, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngoài ra, từ ngày 24 tháng 4 cho đến ngày 28 tháng 4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc xe ô tô tải trong khi đang lưu thông bất ngờ đâm vào và làm sập một nhà dân khiến 3 người tử vong và 3 người bị thương nặng. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ hôm qua tại km 128+900 thuộc quốc lộ 12A đoạn qua địa phận Dãi Đinh, Bãi Dinh thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, một xe ô tô tải mang biển kiểm soát Lào do tài xế Nguyễn Bá Đức, chú huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An điều khiển khi lưu thông từ hướng Cha Lo về Khe Ve đến địa điểm nói trên thì bất ngờ lao vào và đâm sập một nhà dân. Vụ tai nạn đã khiến 3 người trong một gia đình ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa tử vong tại chỗ, gồm bà Cao Thị Sĩ, Đinh Minh Hoàn và Đinh Thị Ánh Hồng là hai con của bà Sĩ. 3 người bị thương gồm tài xế Nguyễn Bá Đức và 2 người là người thân, hàng xóm của bà Sĩ. Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng, lãnh đạo huyện Minh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường để hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân, chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn. Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình cũng đã đến hỗ trợ trước mắt mỗi người tử vong 3 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Theo đó, hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, bao gồm các sắc thuế, phí, lệ phí chủ yếu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường, các khoản phí, lệ phí và thu khác thuộc ngân sách của nhà nước. Về quy mô thu ngân sách từ thuế phí, bảo đảm duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước từ thuế phí ở mức ổn định, hợp lý và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội từng giai đoạn 5 năm 2021-2025 và 2026-2030. Trong giai đoạn đầu, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế. Đến năm 2025, mức độ hài lòng của người dân nộp thuế với sự phục vụ của cơ quan thuế đạt tối thiểu 90%, tỷ lệ hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện qua phương thức điện tử đạt tối thiểu 70%. Kinh tế Việt Nam đang hồi phục nhưng được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo rủi ro lạm phát tài chính có thể cũng đang gia tăng. Cảnh báo này được nêu trong thông cáo mới đây của IMF. Theo đại diện của IMF, về cuối năm, lạm phát Việt Nam được dự báo tăng lên 3,9%, sát ngưỡng mục tiêu kiểm soát mà Việt Nam đặt ra. Trong khi đó, GDP dự kiến ở mức 6% trong năm 2022 và 7,2% trong năm 2023. Các rủi ro ngay trước mắt gồm sự gia tăng căng thẳng địa chính trị và suy giảm tăng trưởng ở Trung Quốc. Ngoài ra, rủi ro còn đến từ sự thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu và những diễn biến trên thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Để giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhưng vẫn kiểm soát được lạm phát, đại diện IMF cho rằng việc xây dựng chính sách nên nhanh chóng, quy mô và cơ cấu gói hỗ trợ chính sách nên được điều chỉnh linh hoạt theo tốc độ phục hồi. Trong thời gian tới, chính sách tài khóa cần cân bằng giữa một bên là hỗ trợ có mục tiêu, mang tính tạm thời, với một bên là thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế. Nếu xuất hiện các áp lực lạm phát dai dẳng, Ngân hàng Nhà nước nên thắt chặt vị thế chính sách tiền tệ và truyền thông rõ ràng các yếu tố dẫn đến quyết định này để giúp kiểm soát lạm phát. Thưa quý vị, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đơn vị này đã gây mê một con khỉ cắn người ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi. Trước đó vào sáng ngày 20 tháng 4, một con khỉ không rõ từ đâu đến khu vực trung tâm quản lý các di tích lịch sử, dịch vụ văn hóa huyện Bình Chánh và cắn 3 người, gồm một nữ nhân viên văn phòng của trung tâm, một bé trai là con của nhân viên bảo vệ trung tâm và một người đi đường. 3 người bị thương ở chân, lưng, phải tiêm ngừa.
Con khỉ này là khỉ đuôi lợn, nặng khoảng 9 kg. Theo đại diện Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh, con khỉ này nằm trong nhóm 2 thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp. Theo bản năng tự nhiên, khi đói khỉ sẽ vào nhà dân trộm đồ ăn và tấn công người, nhất là trẻ em. Vào năm ngoái, đàn khỉ đuôi dài gần chục con cũng quậy phá trong khu dân cư ở khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12. Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã bắn thuốc mê di rời 6 con khỉ trong đàn về chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Vào tháng 11 năm 2021, con khỉ đuôi dài nặng gần chục kg cũng tấn công, gây thương tích nhiều người dân ở khu dân cư quận 12. Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin quốc tế. Trong cuộc họp báo được tổ chức tại một ga tàu điện ngầm ở Kiev, khi trả lời câu hỏi Ukraine sẽ phản ứng như thế nào trước các cuộc trưng cầu ý dân về độc lập tại những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định điều đó sẽ buộc ông phải dừng các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Trước đó, hôm 22 tháng 4, Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol. Ông Zelensky thừa nhận ở thời điểm hiện tại, Ukraine không thể tái giành quyền kiểm soát Mariupol về mặt quân sự và các binh sĩ đang cố thủ ở đó đều nhận thức rõ điều này. Tuy nhiên, ông Zelensky nhắc lại mong muốn tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với ông Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Ukraine giải thích đàm phán trực tiếp có thể là một cách hiệu quả hơn để đạt được hòa bình hơn, thay vì truyền đạt qua các nhà trung gian hòa giải. Về phần mình, Tổng thống Putin không loại trừ khả năng tiến hành một cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, nhưng nhấn mạnh rằng điều này sẽ phụ thuộc vào tiến độ của các cuộc đàm phán giữa hai bên. Ít nhất 12 người di cư châu Phi đã thiệt mạng và 10 người khác mất tích khi 4 chiếc thuyền chở 120 người di cư chìm ngoài khơi Tunisia. Những người di cư này đang cố gắng vượt qua Địa Trung Hải để tới Italia. 98 người khác đã được cứu ở khu vực ngoài khơi bờ biển Esfax. Khu vực bờ biển Esfax đã trở thành điểm khởi hành chính của người di cư sơ tán do xung đột và nghèo đói tại châu Phi và Trung Đông, mong muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn tại châu Âu. Bộ Nội vụ Tunisia cho biết đã bắt giữ hơn 20.000 người di cư ở khu vực ngoài khơi bờ biển nước này vào năm ngoái. Ít nhất 15.000 người đã đến khu vực bờ biển Italia trong năm 2021. Các vụ lật thuyền cũng xảy ra thường xuyên hơn ở khu vực ngoài khơi Tunisia. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hơn 123.000 người di cư đã đến Italia trong năm 2021 so với con số 95.000 người trong năm 2020. Thưa quý vị, Ấn Độ đã đồng ý cung cấp khoản tín dụng bổ sung trị giá 500 triệu đô la Mỹ để giúp Sri Lanka nhập khẩu nhiên liệu trong bối cảnh đảo quốc Nam Á này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua. Đây là thông tin mới nhất được Bộ trưởng Tài chính Sri Lanka Ali Sabri thông báo. Ông cũng bày tỏ hy vọng New Delhi sẽ xem xét cung cấp thêm 1 tỷ đô la Mỹ vốn tín dụng nữa. Trước đó, Ấn Độ đã đồng ý trì hoãn khoản thanh toán hàng nhập khẩu trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ mà Sri Lanka nợ Ấn Độ. Ông Sabri hiện đang ở Washington để đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế về một chương trình cứu trợ cho Sri Lanka. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu nhưng các chi tiết của kế hoạch này vẫn chưa được hoàn tất. Hiện Sri Lanka cần ít nhất 4 tỷ đô la Mỹ để làm dịu cuộc khủng hoảng kinh tế đang ngày càng tồi tệ và ông Sabri đã tiến hành đàm phán với các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới World Bank cũng như các quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Nhật Bản để được hỗ trợ tài chính. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 9 giờ sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.